Sao? Nè, chủ nợ là lúc nào cũng phải tươi cười vui vẻ chứ con nợ người ta mới trả nợ được. Trả nợ đi bạn. Không. Chú tên là gì vậy con? Trần Thông Minh. Chăm ngon sống của chú là cái gì? Không bao giờ xài tiền ngu. Biết rồi, con nghĩ gì? Rồi, chiều nay á, nhớ mua cơm rồi để sẵn nha. Mày tới số với tao rồi. Có tiền là gì? Bóp. Hai đứa bài trò gì tới đây hả? Ủa? Ai vậy ba? Đứa trẻ 10 tuổi vừa tròn yes, con ta trưởng thành thì lại cảm thấy nhiều điều thú vị. Gia đình giống căn bếp thu nhỏ sao mà đủ vị. Từ giận hờn tôi nỡ được gãy cẳng. Hả? Nhưng con làm sao? Trời ơi. Gia vồn bất hạnh. Người mỗi tính đôi lúc giận hờn tranh cãi linh đình. Tốt xấu khoan đừng toan tính. Hạnh phúc là khi người thân lắng nghe mình. Làm việc phải chăm chú, phải quan sát cho tỉ mỉ. Cây này đẹp đó. Không, bạn nhìn cái tổng thể đây nè. Cái rồi. Cây đó là được trang trí cho thêm thôi à. Cây đẹp. Sao bạn? Thích rồi chứ gì? Mê à đúng không? Làm sao không mê được? Bạn, bây giờ nè. Bạn cứ nhận xét đi. Nhận xét thẳng và thật giùm tôi một cái. Cũ quá. Quê mùa quá. Nhìn không có sang trọng gì hết. Làm sao chọn thành nhà mẫu được? Bạn thẳng quá vậy? Bạn bè mà. Thẳng và thật thôi. Đúng không? Mình bạn bè lâu năm rồi. Ok. Dòng do làm cái gì? Tôi thích cái phong cách đó của bạn. Nhưng bạn nhìn đi, cái tổng thể, cái kiến trúc của nó nè. Đây. Đón gió, ứng nắng. Quá tuyệt vời. Tôi chắc chắn với bạn á, cái dự án đó mà xây theo phong cách như thế này á, thì trước sau gì nó cũng sẽ đột phá thành công mỹ mãn. Đón gió. Ừ. Ứng nắng. Chính xác. Là một khu nghỉ dưỡng bậc nhất trong khu vực. Đúng rồi. Mặt hướng ra biển. Mặt hướng biển. Lưng tựa núi. Lưng tựa núi. Bạn tưởng tôi làm nít hả? Thì bao nhiêu năm mới có thể phát triển được? Bao nhiêu năm mới có thể bùng nổ được? Bạn ơi, xài cái đầu giùm tôi một chút đi. Bây giờ nè, tâm lý của khách hàng họ cần cái gì? Họ thích hòa nhập là thiên nhiên. Thậm chí có những người á, họ thích quay trở về là cái cuộc sống ăn lông ở lỗ nữa kìa. Chúng ta phải đánh vô tâm lý của khách hàng. Bạn nói là sao? Khu đó không có tương lai hả? Đây, chúng ta là dân làm ăn bất động sản lâu năm. Chắc bạn cũng nghe câu này chứ. Đừng chờ đợi để mua bất động sản, mà hãy mua bất động sản rồi chúng ta hãy chờ đợi. Vậy bạn nghe cái câu bất động sản chưa? Làm sao không nghe được bạn? Là bất động xong rồi sản luôn đó. Không những nghe mà tôi đã từng trải. Ghê. Nhưng mà đến bây giờ sao? Tôi vẫn tự tin là tôi hiên ngang, tôi ngồi đây tôi nói chuyện với bạn. Tại vì sao? Tại vì có những người trước đó họ nợ nần ngập đầu, nhưng chỉ qua một giấc ngủ họ trở thành triệu phú đô la. Điển hình là tôi. Vậy bạn cố gắng ngủ đi. Nói chung là nói tóm lại nè, tôi với bạn hợp tác cũng đã lâu rồi. Vậy bạn cũng cho tôi nhiều cái dự án rất là thành công. Nhưng mà cái dự án lần này, cái dự án mà đón gió hứng nắng của bạn á, tôi bị tắt nắng rồi. Không thể nào hợp tác được với bạn. Thôi, không mất thời gian nữa. Hẹn bạn lần sau nha. Ê, vội vã quá. Bao lâu rồi anh em chúng ta không gặp. Vội vã quá mất hay, hiểu không? Tắt nắng là chứ gì. Ra ngoài sân vườn làm cho tôi tách trà. Tôi sẽ gọi nắng về lại cho bạn. Mà ba không ký được cái hợp đồng này á, chắc là thiệt hại nặng lắm luôn á. Trời ơi, nói vậy là chị em mình không có tiền tiêu vặt luôn hả? Ê, nhà tôi bị cắt lương luôn á, tôi không được trả lương luôn á, đúng không? Phải tìm cách gì đó thôi. Làm sao? Lan, nghĩ cách coi. Chị Linh. Ông bà ta có câu: ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ở trong nhà này, cái lời nói của em nó sẽ có uy tín nhất. Nhưng mà em phải nói gì giờ? Bây giờ chị sẽ soạn sẵn một cái đoạn văn. Em chỉ cần học thuộc thôi là được. Được không? Được không? Cố lên. Vậy em có làm gì phụ la được không? Nếu như mà giữ chân được cái ông khách đó,
ở lại đây thì bước tiếp theo chắc chắn là phải làm mỹ nhân kế. Trời ơi, thôi thôi em lại chị luôn á. Thôi cái đó em làm không được đâu, em nhìn chú nó giống như là ba em vậy đó, sao mà mỹ nhân kế được. Không, mỹ nhân kế là không phải là mình lấy người ta ha, đừng có nghĩ như vậy. Mỹ nhân kế đôi khi chỉ đơn giản là mình nhẹ nhàng với người ta thôi. Mà em tưởng tượng đi, trong nhà này ai là minh tinh tương lai, ai là diễn viên điện ảnh tương lai? Mình là minh tinh mình phải tự tin lên, biết không? Đúng không? Được không ta? Sao em thấy nó sao sao? Thì nó giống như em diễn xuất thôi mà, có gì đâu. Thôi, coi như đây là bài tập của chị diễn luôn đi. Đúng không? Diễn xuất. Diễn xuất hả? Uống một ngụm trà đi bạn. Cảm ơn bạn. Hình như cái hướng này không có nắng nè. Gọi nắng, gọi nắng, nắng không về bạn ơi. Thế lầm râm rồi đó bạn. Đúng rồi, chuyển mưa luôn rồi. Ông trời bỏ tôi luôn rồi. Kỳ ta. Tôi không ngờ lâu ngày không gặp bạn, cái trình độ marketing của bạn đi xuống thê thảm quá. Ôi vậy, tôi thấy càng ngày tôi càng tầm thường đó nha. Từ nắng mà nó chuyển sang mưa luôn rồi. Vậy mà có người đã từng nói với tôi là tôi như là một thợ săn vậy đó. Thấy không? Quan tưởng. Không thấy nào như vậy được. Thôi, chắc uống hết ly trà này tôi sẽ phép tôi về. Trời ơi, con xin lỗi chú, xin lỗi à. Trời ơi, La ơi, tại sao con lại hầu đậu như vậy hả La? Con có biết nãy giờ chú đâu về không? Ba gọi nắng từ nãy giờ á, mà nắng không ùa về. Con dứt thêm cú này nữa là bão tới cuốn trôi hết luôn. Ba mất trắng rồi La ơi. Không sao được con. Chú ơi, hay bây giờ mình đi rửa nha chú. Thôi được rồi. Thôi vô thay bộ vest mới của tôi, bộ vest mới, lấy bộ vest mới của ba nha La. Chú vô đây nè chú. Rồi, đẩy chú quá mà. À chú ơi, con hồi nãy con xin lỗi chú nha, nhưng mà chú lau đi, con chuẩn bị trước luôn rồi đó. Ủa, con biết chú bị đổ nước cam, chuẩn bị giấy trước luôn hả? Trời, kế hoạch con mà. Cái lộn. À dạ, chú lau chú. Mang lắm á. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Để chú ra nói chuyện với ba của con nha. Ê khoan chú ngồi tí, ngồi chơi tí. Có chuyện gì vậy? Gì vậy? Con thấy chú đẹp trai phong độ quá à. Con thì thiệt tình, biết nói thiệt quá, nói kỳ. Cảm ơn con nhiều nha. Ai cũng nói vậy hết á. Ba con có nhiều khách tới đây lắm chú. Mà ba con hành người ta lên bờ xuống ruộng luôn á chú. Vậy luôn? Người ta sợ lắm, nhưng mà hôm nay ha, chú hành ba con toát mồ hôi luôn á, con hả hê. Sao chú hành ba con mà con hả hê à? Tại vì ba hay dạy đời con lắm à. Hôm nay chơi vậy chơi vui. Con dễ thương vui tính á ha. Dạ. Mà chú ơi, chú có biết ở trong đây sản phẩm nào là đẹp nhất không? Ở trong đây hả? Trong đây chú thấy không có gì đẹp á. Xin lỗi chú nói thẳng. Không sao hết á chú. Nhưng mà con nói cho chú nghe nè, ở trong đây cái sản phẩm mà đẹp nhất là đại nhất minh tinh Thiện Minh Thi La đó chú. Là chị gái của con. Chị của con? Dạ đúng rồi, chị con á. Là đại minh tinh luôn. Dạ đúng rồi. Xinh chị đẹp con không? Xinh đẹp nè, dễ thương nè, là một diễn viên nổi tiếng nè chú. Ê, xinh đẹp lắm hả? Dạ. Có thiệt không đó? Thiệt chứ chú. Vậy dẫn chú đi gặp được không? À, mà chú chờ tới đi. Tại vì bây giờ chị con đang đi quay một cái phim mà nó nổi tiếng lắm. Chị con đóng vai chính luôn. Chính luôn hả? Dạ. Giờ tiếc quá à. Sao mà gặp được chị con? Tại bây giờ chú về rồi. Thôi con xin phép tiễn chú về. Đâu có, chứ đâu có về đâu. Ủa, nhà đẹp gì sao về được.
chắc phải ở lại chơi để tham quan thêm. Nếu đẹp thiệt nữa thì chắc ở thêm một tháng. Chú ở luôn hả? Ừ, ở luôn càng tốt. Nhưng phải đẹp nha, phải thiệt đẹp nha. Dạ. Chú ra bàn công việc với ba con tí nha. Dạ. Ừ, khi nào chị về á chú nha. À dạ. À, chú ơi, có liền á. Có liền. Chú ơi là có liền. Dạ, chú ba. Dạ. Giỏi. Yes, kế hoạch 1 thành công. Hả? Ở lại. Bạn không thích hả? À thôi gì, tôi không muốn làm khó dễ cho bạn. Tôi sẽ ở lại đây và tôi sẽ trả tiền khách sạn. Coi như là tôi thuê phòng của bạn. Anh em chơi với nhau, không cần phải mỉa mai nhau như vậy đâu. Không thích thì đi về đi. Coi như là dự án này chúng ta không hợp tác với nhau được thôi. Bạn không thích thiệt hả? Bạn mới là người không thích đó. Bạn đừng mỉa mai tôi, không cần đâu. Nếu vậy thì thôi tôi xin lỗi, tôi đi về. Ê, cuối cùng ai là người không thích? Tôi là chắc chắn tôi thích rồi đó. Rồi, tôi quyết định ở lại, vậy nha. Tôi đi vô. Ở lại. Ông trời ơi, con mới cầu xin tí xíu. Ông thương con rồi. Nắng về. Cảm ơn ông. Hay quá. Trời ơi, mời chú ăn nha chú. Được rồi, chú cảm ơn con nha. Nó có vitamin C lắm á. Nè. Chừng nào chú mới được gặp đại mỹ nhân có một trong hai vậy? Bây giờ chú cứ ăn trước đi, chú phải kiên nhẫn chứ. Rồi con sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau. Hứa đó nha. Con uy tín nha. Con uy tín. Ủa, bạn. Hai chú cháu đang nói chuyện gì mà thấy có vẻ hợp nhau quá vậy? Đâu có gì đâu. Hai chú cháu ăn trái cây rồi mà, bạn dùng ý. Mà công nhận nha, bạn có phước ghê á. Cái đứa con gái dễ thương nè, lanh lợi mà cực kỳ ngoan á. Dễ thương, lanh lợi thì tôi đồng ý với bạn. Nhưng mà cái chuyện ngoan phải xem lại nha. Có ngoan không con? Ngoan mà ba. Ngoan mà. Và hy vọng là những gì mà chú khen con là cũng được y chang vậy ha. Thôi vậy nè, bé La lên trên học bài đi. Để ở đây ba nói chuyện là chú Kim bàn về công việc cái. Chú làm căng kêu. Chú ơi. Chú đây. Chú ơi. Chú nè. Chú ơi. Chú tế liền. Ok. Chú ơi. Chị mày. Ủa, đang lắm, mày phải nhẹ nhàng như nãy chứ. Nhẹ nhàng cái gì? Tào lao vậy mà chú ơi, vừa kêu ai hả? Tôi cảm giác là giữa hai chú cháu có một sự thỏa thuận gì nha. Thỏa thuận gì đâu, hai chú cháu vui vẻ, ta vậy có gì đâu, hợp tác vui vẻ thôi mà. Nè, tôi công nhận cái ý tưởng của bạn nha, rất là sáng tạo. Ý tưởng nào? Đón gió, hứng nắng. Mặt hướng biển, lưng tựa núi. Cực kỳ tuyệt vời. Uống bạn tôi sao? Sáng tạo nha. Với lại tôi nhớ cái câu bạn nói gì, đừng chờ đợi mua bất động sản, mà hãy mua bất động sản xong mình mới chờ đợi. Hay. Bạn quá hay. Tôi không ngờ bạn của tôi nhìn cái mặt khờ khờ vậy mà suy nghĩ rồi. Rất hay. Tuyệt vời. Bây giờ mày mới sáng ra được á hả? Nhờ con Minh La và tôi sáng. Ồ, tôi có đứa con giá trị gì hả ta? Bởi vậy. Hay. Đón gió, hứng nắng, sáng tạo, quá sáng tạo, tuyệt vời. Chú ơi, bò bít tết, uống rượu vang, không gian này rất hợp để chúng ta ký hợp đồng. Nhưng mà khoan, đừng bàn đến chuyện đó. Bạn cứ ăn đi, coi hợp khẩu vị với bạn không? Hợp chứ, phải hợp thôi, không hợp cũng phải ráng hợp. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà. Trời ơi. Bạn lo gì? Bạn coi trọng tôi dữ vậy luôn á hả? Hơi anh em mình mà, bạn bè biết bao nhiêu năm rồi. Tôi nói thật thôi, nói sự thật thôi mà. Ok, ăn đi, ăn đi. Tự nhiên, bạn cứ tự nhiên. Đừng khách sáo gì nha, cứ tự nhiên. Ok, để tôi tự nhiên. Ăn đi, kiếm gì vậy?
rồi, hiểu, hiểu. Kiếm cái này đúng không? Tôi chuẩn bị sẵn rồi nè. Đó, bây giờ chỉ lật ra mà ký thôi. Ừ, từ từ đi, chứ không phải này. Không, mà kiếm cái này thì mình chỉ lật ra mình ký thôi. La ơi, từ từ đi, từ từ. La, gì? Tôi đang kiếm mỹ nhân. Mỹ nhân. Ê, cái gu của bạn vẫn vậy đúng không? Gì? Chứng nào tật nấy, thèm chân dài đây chứ gì. Nói đi, chỉ cần bạn gật đầu, bạn nói một tiếng, tôi dắt bạn ra kia, bạn tha hồ, bạn chọn. Nói gì vậy? Đào nộp là bạn thích ai, bạn chỉ người đó. Bậy rồi, không. Chứ sao? Tôi đang kiếm mỹ nhân tại gia. Trong nhà này làm gì có mỹ nhân? À, có chứ. Thằng đi, bạn cứ tự nhiên, bạn cứ thoải mái tự nhiên. Chú đây. Chú đây. Thấy ăn mặc cái gì dị hợm ấy hả? Áo cam phối màu xanh đi là tông màu bọt đô. Ai đây? À dạ, đây là mỹ nhân của chú đó. Dạ, con tên là Minh Thi, chị gái của Minh La, con gái của ba Trần Thông Minh. Dạ, đây á cũng là Đại Minh Tinh nữa đó chứ. Đại Minh Tinh. Với Đại Minh Tinh mỹ nhân gì đâu. À, con nói cái gì là chú vậy hả? Con nói cái gì? Bạn ơi, tôi chắc có gì gấp phải về ha. Tôi có gì về bạn đừng vội vã quá. Cứ từ từ, anh em mình tính tiếp. Chắc là nó có một sự hiểu lầm gì ở đây á. Thường đây là con gái của tôi. Nhưng mà bé La nói gì với bạn vậy? Ừ, thì con gái của bạn nói là nhà bạn có một Đại Minh Tinh, một mỹ nhân. Mà tôi thấy... Minh Tinh? Ừ, Minh Tinh. Minh Tinh gì kỳ quá. Ăn mặc gì giống như là cách phối đồ giống như bà điên vậy. Ôi trời ơi, gì lùng có một khúc rồi Đại Minh Tinh gì trời. Trời ơi, tóc tai làm cái gì kỳ cục vậy. Dạ. Trời ơi, được. Nhìn như con nít gì sao mà được. Đại Minh Tinh cái gì. Ê, vừa phải thôi. Trời đất ơi. Gì vậy? Làm gì chơi con tao dữ vậy. Trời ơi, đàn ông đàn ăn gì mà nói nhỏ. Nhỏ bây giờ nó không là Đại Minh Tinh thì mai mốt nó thành Đại Minh Tinh. Ai mà không có ước mơ. Anh nhìn cái anh biết người ta tương lai người ta sao. Trời ơi, nói chuyện gì vừa phải rồi. Đàn ông mà nói chuyện với phụ nữ vậy hả? Nó là con gái mới lớn mà. Muốn gì chơi để trong bụng chứ. Con Linh, con Linh ơi. Gì? Tôi muốn úp cái mặt vô cái gì tôi trốn. Cô biết cô đang nói chuyện với ai không nghe hả? Anh biết là người ta đang chơi ai không? Chơi con anh á. Anh vừa nhưng phải mà đối tác 50 tỷ của tôi. 50 tỷ thì 50 tỷ làm gì chơi người ta dữ vậy. Vừa phải thôi. Mỹ nhân. Những... Dạ không. Mỹ nhân đây nè. Của tôi các bạn ơi. Cái gì? Của tôi vô kèo, vô kèo. Không được. Của tôi, cá tính. Trùng cái gì vậy? Mẹ lắm nha. Đó, cá tính. Của tôi là gì? Phải cá tính, phải mạnh mẽ. Dám thể hiện bản thân của mình như vậy đó bạn ơi. Bây giờ sao bạn? Nói gì không hiểu gì chân vậy? Em, có số điện thoại không? Cho. Gì? Cho số điện thoại. Xin số điện thoại. Xin số điện thoại. Không. Đánh mà cho. Ê. Từ từ tôi giải quyết được hết. Linh ơi, Linh. Cá tính. Đúng rồi. Dính. Chú ơi. Cô Linh. Cái gì vậy? Cô sao như nãy bà đặt giận hờn nữa chứ. Ủa, tôi giận hờn gì đâu, tôi không thích trả, tôi không nói chuyện thôi. Làm gì không thích, nhưng mà ổng thích cô. Trời. Ổng xin số điện thoại đó, tôi thấy ổng mê cô lắm rồi á. Nguyên chi? Bây giờ nè, cô cứ tự tin cô cho số điện thoại của cô cho thằng Kim bạn tôi đi. Cái gì vậy? Ký được hợp đồng 50 tỷ. À, nhiều tiền vậy hả? Miễn sao làm cho nó vui, nó ký hợp đồng là tôi hài lòng rồi đó. Tiền sao? Cái gì vậy? Là sao? Trần Thông Minh là biết chơi lắm, tôi biết chuyện lắm. Anh chia cho tôi được nhiêu? 50. Sao tôi tin được anh? Con người của anh nói chuyện có giữ lời đâu mà tự nhiên nói cái tôi tin. Trời đất ơi, có bao giờ tôi mất lời hứa với cô không? Bây giờ anh chắc chưa? Chắc, chốt với cô luôn. Không mà 50.
50 triệu mà đổi lại cái uy tín danh dự của tôi hả? Học 51. Không. Cái gì? Trời. Cô ẩn rồi nha. Ừ, chết vui à. Nghĩ sao vậy? 51 đi. Không. 100 lấy. Không, cái này tôi cũng nói cho cô vui á. Trời, tôi giận quá. Giờ sao không? Thôi tôi đi luôn. Chính giữa. 50 100 75. Chốt 75. Chốt 75. Nói lại đi. Hợp đồng của anh 2 3. Ngày hôm nay tôi là Trần Thông Minh, tôi cam kết rồi cô Phương Linh, nếu cô Phương Linh giúp tôi cho chú Kim ký hợp đồng 50 tỷ này, tôi sẽ chia cho cô Phương Linh 75 triệu. Chắc chưa? Chắc. Chốt. Tôi sẽ bán cái clip này cho anh để anh mỗi ngày anh coi, anh ghi nhớ cái hợp đồng ngày hôm nay. Tôi sẽ đồng ý cho số điện thoại. Đổi lại, khi hợp đồng hoàn thành, anh phải trả tôi 75 triệu. Chốt. Chốt. Ê! Kim dùng đi Kim. Em có rồi. Linh dùng đi. Kim dùng đi, để Linh đúc Kim. Thôi để Kim đúc cho Linh. Linh, lát nữa mình ăn nữa. À, mình uống đi ha. À, mình uống đi ha. Wow, ngủ thiệt. Trời ơi. Rượu thơm quá. Rượu thơm. À, chùi. Có dính hả? À, không dính nhưng cứ chùi. À. Anh à, cái hợp đồng á thì... Mình đang ăn uống, hợp đồng để sao? Rồi rồi. Uống đi Linh. Uống đi, Kim. Thơm quá. Thơm giống như Linh vậy đó. Đúng rồi. Thơm. Uống đi. Ngon như Linh. Đúng rồi. Ngon quá. Chinh, đi chơi hả? À, chơi. Trời, dễ thương nhiều quá. Trời, lâu rồi mới chơi cái trò chơi nít vậy. Dễ thương quá. À, ký hợp đồng. Hợp đồng nữa hả? À, có ký hợp đồng không? Chút mình ký được không? Tự nhiên cái Linh nhớ lại chuyện hồi sáng, Linh mắc cười quá. Linh cười chửi gì? Kim như con gì trong nhà vậy đó. Con gì là sao? Kiểu mà Linh chửi quá đó. Xin lỗi Kim nha. À, không có gì đâu. Cái gì vậy? À. Gì bạn? Làm gì vậy? Bị gì hả? Vui không? Ngồi đó có một mình buồn vậy? Di chuyển đi. Di chuyển rồi sao chơi đi. Sao vui hơn? Ừ, đi đi. Ừ. Ok. Di chỉ. Ăn mặc như con lương bông vậy đó. Hành động gì vậy đó? Kệ ảnh đi, ảnh cứ vậy hoài trong nhà riết rồi mọi người cũng đâu quan tâm đâu. Nhưng mà em nói chuyện với anh Kim nhiều, thấy anh Kim dễ thương quá à. Anh Kim à. Anh Kim năm nay tuổi rồi. Chết đời luôn. Mua ở nhà luôn. Dữ vậy ta, mua nhà cái chơi mở ké chứ. Trời chờ luôn ké vậy. Cái hợp đồng thôi mà nắm tay chi vậy? Đừng quá. Nó nói cái gì mà hai đứa có dễ hiểu nhau, cười đùa quá vậy. Đó, đau lòng quá men. Nó làm gì? Hai đứa di chuyển đến vị trí này từ khi nào? Từ lúc mà chú Kim nắm tay chị Linh đó bạn. Nhắc lại chi đau lòng quá con. Bà yên tâm đi. Ba đau lòng ba không có chết đâu. Khi nào ba ghen quá ba mới chết á. Bậy bạ. Không. Mắc gì phải ghen. Cái mục đích của ba là để ký hợp đồng 50 tỷ kìa. Ghen tuông gì, ai yêu đương ghen tuông. Còn cái chuyện mà đau lòng á, chắc là tại bữa giờ ba ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, đau tim một tí. Nè, nhưng mà nè, cuối cùng mọi chuyện là hai đứa gây ra đúng không? Bây giờ chị Linh ở ngoài đó gánh hết kìa, thấy không? Con đâu có làm gì đâu. Cô chị Linh chị á.
nhẫn gì, đi ra ngoài đi. Chuyện người lớn. Dạ bữa thư ký cũng không sao, tại ở đây vài bữa phải không? Đúng rồi, ở đây lâu lắm nên tiếp từ cũng sao. Vài bữa để có thời gian mình suy nghĩ. Đúng rồi. Ai mượn kêu vài bữa, tôi cần kỹ liền. Vài bữa rồi gần gũi với nhau nhiều hơn nữa. Ba nhìn coi, bốn người giống như hai vợ chồng hai đứa con không? Giống con phải giúp ông chủ thì ông chủ mới giành được phần chiến thắng. Vô đây giúp chủ. Thôi, chiến tranh gì trong liều, con với ông chủ chiến tranh nha. Ông chủ tính lụm con hả? Vô đây giúp chủ. Trời ơi, cái gì vậy? Đừng. Tha cho con ông chủ ơi. Tha cho con những bữa ngon. Đứa trẻ 10 tuổi vừa tròn ước vui.